New Hampshire là nơi có nhiều tuyến đường sắt tuyệt đẹp, nhưng Conway được cho là tốt nhất. Các chuyến tàu cổ điển đã cho du khách trải nghiệm thời kỳ hoàng kim của du lịch đường sắt được khởi hành từ làng Conway này. Trôi nhẹ nhàng theo màu nắng, mắt trong veo giọt nước mắt muộn phiền. Anh năm tháng vẫn một mình đơn lẻ, em bơ vơ sầu muộn tím lần môi. Trong cái mùa này là dịp lễ hội Halloween, cho nên cuối chuyến tàu là sẽ là một cái điểm vui chơi giải trí và có những trái pumpkin cho các trẻ em đi chơi. Gom chút nắng cho ứng hồng đôi má, gom chút mây để nỗi nhớ bay xa. Thu xa vắng nhân gian sầu miên viễn, tình mong manh theo cơn gió chiều qua. Xe chạy từ đâu thấy rừng núi thung lũng chập trùng, đủ sắc màu của cây lá mùa thu. Nhớ mãi Conway ở vùng White Mountain. Ở vùng White Mountain này, cây cỏ hoa lá, sông nước ao hồ cũng rất nên thơ. Có rất nhiều cảnh đẹp để quay phim chụp hình. Mình gặp những người bạn mới và cũ để thực hiện những MV. Hiếm khi có được cơ hội may mắn như thế này. Thời gian trôi nhẹ nhàng theo màu nắng, mắt trong veo giọt nước mắt muộn phiền. Anh năm tháng vẫn một mình đơn lẻ, em bơ vơ sầu muộn tím lần môi. Tình trông trên nên thuyền trôi lạc lối, đã mây thu xa lạnh trái tim côi. Mưa ướt lần môi trôi dùm em nỗi nhớ, trời phủ sương mờ người khuất lấp mù khơi. Mưa ướt lần môi trôi dùm em nỗi nhớ, trời phủ sương mờ người khuất lấp mù khơi.